Sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày tháng 9 năm 2020 và trước màn ảnh ở vị đây thì chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình nhà anh Ngoan Tiếp tại thị trấn Yên Lập một chiếc sập ngồi một chất liệu gỗ hương đá có kích thước là 1m8 x 2m2. Trước mặt vị đây hình ảnh toàn thể chiếc sập đây. Và đây là không gian phòng khách nhà anh. Trước thì chúng tôi đã bàn giao một chiếc rồi, này anh tiếp tục mua thêm một chiếc nữa. Chiếc này thì kích thước to hơn, 1m8 x 2m2. Đây là toàn bộ hình ảnh vân vũ của chiếc sập này, là vân vũ hoàn toàn tự nhiên nhé. Ở đây là mẫu sập chân quỳ yếm vén, yếm rất là to, yếm chẹt, có chạm khác một chút ở vén kia thôi. Chiếc này đây là anh Ngoan, anh chủ nhà đây, anh là chuyên kinh doanh trâu bò tại thị trấn Yên Lập này, rất là lớn. Đấy, thì hôm nay em bàn giao gia đình mình cái sập này thì anh thấy ưng ý chưa anh? Anh thấy ưng ý rồi. Vâng. Vì nó quá đẹp rồi với anh. Vâng. Nha, anh rất là hài ý và hài lòng với cái sản phẩm này. Thì khoảng cách rất là hợp. Hồi trước thì anh cũng có mua sắm một đôi lộc bình, một bộ bàn ghế phòng khách đây. Phòng khách rất là đẹp. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ tới cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 806. Website là đogotungtam.com. Chiếc sập này thì chân là chân 24, toàn bộ phần dạ là dày 10 phân. Còn ván mặt là dày 2 phân. Con tranh là cũng là dày 10 phân hết. Hàng cực kỳ là dày dặn, như là vân gỗ. Tuyển chọn này cực kỳ là đẹp quý vị nhá. Ba mặt vân đẹp như nhau. Đây phía bên ngoài này. Bên ngoài là toàn bộ cái khu nhà của anh. Hơi nắng một chút. Đây, nhà 3 tầng. Gia đình anh Ngoan Tiếp tại thị trấn Yên Lập. Rồi, rất cảm ơn mọi người. Bên ngoài anh nhà gia đình chuyên mổ trâu bò, rất là nhiều trâu bò, trại trâu bò ngoài này. Quý vị có nhu cầu liên hệ.